Chào cả nhà nhé, hôm nay là đi xem hoa Đài Loan. Hôm nay là chị đi phơi nắng. Đây là thôn Tân Dã, Đài Trung, Đài Loan. Giới thiệu cho mọi người xem. Đấy. Đây là cánh đồng hoa. Bây giờ là đang 1 giờ chiều. Lượng người rơi tầm 10.000 người. Đây là cái gì hoa? Tôi không biết đâu. Bạn là Đài Loan người sao? Cái này không phải là Đài Loan giống. Cái này là hoa gì? Ông hỏi ông Đài Loan này, ông chả biết là hoa gì đấy. Đây là cô gái Indo. Rất đông người đến đây chụp ảnh. Đi đoạn đường dài ơi là dài, chủ yếu lên là chụp ảnh thôi. Đấy. Hoa này hoa gì mình cũng chả biết là hoa gì luôn. Cho các bạn xem thôi. Cái này là a phim bữa thứ ăn. Ừ, đồng. Các cụ nói không sai là đông như quân đảo.